Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài luyện tập trang 172 sách giáo khoa môn toán lớp 5. Rồi, bây giờ như thường lệ các em đã sẵn sàng tâm lý cho việc tiếp nhận bài học chưa? Nếu các em đã sẵn sàng công lực 100% thì thầy mời các em. Chúng ta cùng vào bài số 1 nha. Bài số 1. Một nền nhà hình chữ nhật. Nhớ đây hình chữ nhật nha. Có chiều dài là 8m, chiều rộng thì lại bằng 3/4 của chiều dài. Người ta dùng các viên gạch hình vuông, mỗi viên gạch này có cạnh là 4 dB. Để lát nền đó, giá tiền của mỗi viên gạch là 20.000 đồng. Hỏi lát cả cái nền nhà thì hết bao nhiêu tiền mua gạch? Biết rằng cái diện tích phần của mảnh vữa là không đáng kể. Đây là bài toán có liên quan tới việc mà chúng ta tính toán về hình chữ nhật, đúng không? Rồi, trước hết thì chúng ta quan sát, chúng ta thấy nè, đơn vị nè, là thấy chưa thống nhất nè, đó, chúng ta phải đổi, đúng không? Thứ hai là chúng ta chưa có chiều rộng cụ thể, chiều rộng mới bằng 3/4 của chiều dài. Vậy chúng ta phải tính gì? Tính chiều rộng ra, đúng không? Rồi, trước hết chúng ta sẽ đổi nha. Đổi cái 8 mét này ra decimet để nó thống nhất theo cạnh của một viên gạch này nè, chưa? Rồi 8 mét thì bằng 80 dB. Rồi giờ chúng ta sẽ tính chiều rộng. Chiều rộng thì bằng 3/4 của chiều dài, tức là sẽ bằng 8 sao nhỉ? 8 nhân với 3/4, chưa? Và chiều rộng sẽ bằng 60 dB. 8 x 3 = 4, 240 chia cho 4 thì bằng 60 dB, thấy chưa? Rồi giờ chúng ta có chiều rộng là 60, chiều dài là 8, thấy chưa? Chiều rộng là 60 nè, chiều dài là 80. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính diện tích. Diện tích sẽ bằng 80 nhân với 60, đây là diện tích của hình chữ nhật. Sẽ là 4.800 dm². Rồi, giờ chúng ta phải tính diện tích của một viên gạch. Đây nó là hình vuông đúng không? Hình vuông một cạnh là 4 dm, vậy thì diện tích của viên gạch này sẽ là 4 x 4 bằng 16 dm. Rồi, bây giờ chúng ta có diện tích nguyên cái nền nhà rồi, diện tích của một viên gạch rồi. Chưa? Diện tích nguyên nền nhà này, diện tích của một viên gạch này. Bây giờ chúng ta sẽ tính số viên gạch cần nha. Rồi, số viên gạch cần để nốt đó là diện tích nền nhà chia cho diện tích của viên gạch. 300 viên, được chưa? Rồi, 300 viên. Giờ chúng ta sẽ tính giá tiền. Một viên này giá 20.000 sẽ bằng số tiền nhân số viên và bằng 6 triệu đồng. Rồi đáp số 6 triệu đồng, được chưa? Rồi chúng ta đã chiến xong bài số 1 rất ngọt ngào. Rồi sang bài số 2 nào. Bài số 2, một thửa ruộng hình thang. Đây là hình thang nha. Trung bình cộng của hai đáy là 36m. Diện tích của nó thì bằng diện tích của một mảnh đất. Hình vuông có chu vi là 96m. Bây giờ chúng ta biết có trung bình đáy, có diện tích rồi. Giờ yêu cầu tính chiều cao thửa ruộng hình thang. Rồi chúng ta sẽ vào câu A nào. Cái này thì ai biết làm rồi đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã có nè, diện tích của đáy chưa? Chúng ta có là gì? Trung bình cộng hai đáy là 36m. Có diện tích của đáy rồi. Rồi giờ chỉ việc tính chiều cao thôi. Vậy thì trước hết chúng ta phải biết công thức tính chiều cao.
muốn tính được công thức tính chiều cao thì chúng ta tính cạnh của mảnh đất hình vuông. Rồi, trước hết ta sẽ tính cạnh của một mảnh đất hình vuông sẽ là 96 chia cho 4 bằng 24 mét. Rồi, vậy thì khi đã có cạnh rồi thì chúng ta sẽ tính được diện tích của thửa ruộng. Do diện tích của thửa ruộng hình vuông này á, diện tích của thửa ruộng hình vuông này nó lại bằng với diện tích của thửa ruộng hình thang. Đó. Nên là chúng ta sẽ có là gì? Cạnh nhân với cạnh sẽ là 24 nhân với 24. Được chưa? Được chưa nào? Sẽ bằng 576 mét vuông. Và như vậy thì chúng ta đã có cạnh có diện tích thì sẽ tính được chiều cao. Chiều cao sẽ bằng diện tích chia cho cái gì? Chia cho trung bình cộng của hai đáy. Rồi. Và chiều cao của nó sẽ là 16 nha. Rồi. Ta sang câu B. Câu B thì yêu cầu chúng ta cái gì? Biết hiệu của hai đáy là 10. Hiệu của hai đáy tức là đáy trên đáy dưới phải không? Là 10 mét, tính độ dài mỗi đáy của thửa ruộng hình thang. Hiệu của hai đáy là 10, tính độ dài mỗi đáy. Rồi, vậy thì chúng ta phải tính gì? Tổng của hai đáy. Hiệu của nó là 10 thì chúng ta phải tính tổng của hai đáy trước. Tổng hai đáy thì sẽ bằng trung bình cộng của hai đáy nhân 2 thì sẽ ra được tổng, đúng không? Thì chúng ta tính được tổng là 72. Vậy thì đã có tổng của hai đáy là 72 thì chúng ta sẽ dễ dàng tính được độ dài của một đáy lớn sẽ là 72 cộng với 10 và chia cho 2. Bởi vì sao? Vì hiệu của nó là 10, chưa? Sẽ là 72 cộng 10 và chia cho 2 thì sẽ ra 41. Rồi, vậy thì đáy bé sẽ bằng đáy lớn trừ sẽ bằng tổng trừ đi đáy lớn, được chưa? Rồi, và chúng ta sẽ có đáp số là câu A 16, câu B là 41 và 31. Được chưa? Rồi, vậy thì đây là cái bài số 2 thầy sẽ làm cho chúng ta là những cái cách tính mà gọi là đơn giản nhất đấy nha. Rồi, ta có thể tham khảo ở các cái video ở trên các cái kênh khác hoặc trên mạng thì có những cách người ta giải khác. Tuy nhiên thì thầy nghĩ đây là những cách gọi là ngắn gọn nhất rồi đó. Rồi, ta sang bài số 3 nha. Bài số 3 là một bài hình học. Rồi, bài này chúng ta có hình chữ nhật A, B, C, D, hình lớn đó. Gồm có hình thang này E, B, C này. Hình thang này E này, B này, C, D. Và hình tam giác E, M. Hình tam giác E, D. E, D gì? A. Đó. E, D, A. Có kích thước như cái hình dưới. Rồi. Rồi, ta yêu cầu câu A tính chu vi hình chữ nhật A, B, C, D. Rồi, giờ tính được chu vi hình chữ nhật A, B, C, D này thì chúng ta có tính được không? Ta quan sát nè. Ta quan sát chúng ta thấy. Ta thấy hình chữ nhật là A, B, C và D có chiều rộng là 28 nè. Chiều dài đây bao nhiêu đây? Đó. Chiều rộng 28, chiều dài là 84. Rồi, vậy thì tính diện tích sẽ quá đơn giản rồi, đúng không? Ai biết làm rồi. Sẽ bằng chiều dài cộng chiều rộng nhân 2, được chưa? Rồi, để tính chu vi nhá. Thứ hai, giờ chúng ta sẽ tính diện tích của hình thang E, B, C, D. Rồi, diện tích của hình thang ta quan sát thấy đây nè. Đây là đáy nhỏ. Đây là đáy gì? Đáy lớn, được chưa? Và chiều cao này, chiều cao BC này chính bằng AD bởi vì đây là hình chữ nhật. Được chưa? Vậy thì hình thang có đáy lớn là 28, đáy nhỏ
đánh lớn 84 đánh lớn nhỏ là 28 và chiều cao này. Chiều cao BC bằng AD này này, chính bằng 28. Vậy thì có dữ kiện hết rồi. Sẽ bằng đáy lớn cộng với đáy nhỏ nhân với chiều cao và chia cho 2. Rồi, ngon lành nhá. Rồi, giờ chỉ có câu 3 đây nè. Câu 3 bây giờ chúng ta phải tính, người ta cho M là trung điểm của BC. M là trung điểm. Trung điểm nghĩa là nằm giữa. Tính diện tích của hình tam giác E. Diện tích hình tam giác E D M. Đó. Giờ muốn tính được diện tích hình tam giác này nè, EDM này, thì các em chỉ cần tính cái gì? Tính diện tích của cái hình tam giác EBM này với lại DMC này. Vì sao? Tính được hai cái này rồi thì chúng ta lấy diện tích của cái hình thang này này trừ đi diện tích của hai cái hình mà chúng ta vừa tính á, thì sẽ ra được cái diện tích cái hình tam giác này. Được chưa? Các em hiểu đường đi chưa? Giờ nhắc lại nè. Giờ để tính được cái diện tích hình tam giác EMD thì các em phải tính diện tích hình tam giác EBM nè. Đó, EBM với lại DMC đây nè. Sau khi tính được diện tích hai cái hình tam giác ở phía ngoài đây nè, thì chúng ta sẽ cộng lại và lấy diện tích của hình thang EBCD này trừ đi diện tích của hai tam giác đó thì nó sẽ còn lại là diện tích của tam giác EBM. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tính diện tích của tam giác nhỏ này trước nha. Đó là EBM này. Diện tích tam giác thì bằng cao nhân với đáy. Đây, chiều cao. Đúng không? 28. Đáy này là gì? BM là trung điểm nên cái đoạn này sẽ bằng bao nhiêu? 14. Rồi. Thì sẽ bằng 18 nhân với 4. Đúng không? Và chia cho 2. Rồi. Sẽ bằng 18 nhân 4 và chia cho 2. Và sẽ bằng 196 cm vuông. Được chưa? Rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ tính diện tích của tam giác DMC. Diện tích tam giác DMC thì sẽ bằng, nè, đây là cạnh nè, nhân với 14 nè, và chia cho 2. Và chúng ta sẽ bằng 588. Được chưa? Rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ còn tính cái gì nữa nhông? Tính tổng của hai cái này sẽ bằng 196 cộng 588. Vậy thì diện tích của tam giác này sẽ bằng diện tích của cái hình thang này trừ đi tổng diện tích của hai cái tam giác này, và chúng ta sẽ bằng 784 cm vuông. Và chúng ta có đáp số. Chưa? Đó. Như vậy thì thầy và các em vừa chinh phục xong được ba cái bài trang 172 sách giáo khoa môn toán lớp 5. Đó, thì đây là những cái bài toán nó có liên quan. Đây, những bài toán nó có liên quan tới việc mà chúng ta tính toán diện tích chu vi hình chữ nhật, hình vuông. Đó. Do vậy là các em đọc, suy ngẫm và dừng video để các em làm. Nếu có vấn đề gì không hiểu thì các em comment. Và đến đây thầy và các em tạm thời chia tay nha. Rồi, trước khi chia tay, các em nhớ chia sẻ video của chúng mình cho nhiều bạn bè cùng biết đến kênh của chúng mình nha. Rồi, tạm biệt các em. Bye bye.